Hôm nãy giờ mình chạy như một con điên để mình tìm cái chỗ để đỗ platform này. Không biết có phải sai lầm khi đi biển, đi biển sỏi hay không, hoặc là mình không tìm thật kỹ. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ngô with Lin và mình Lin. Thì hôm nay là một ngày chủ nhật rảnh rỗi của mình, thì mình sẽ dẫn các bạn đi đến một cái nơi mà mình nghĩ là các bạn sẽ cảm thấy thích đấy. Vì ở London này khá là ít biển, và mình trên mạng mình đã tìm được một khu vực có biển khá là đẹp gần London. Thì giờ đi với mình nhá. Hiện tại thì mình đang có mặt tại bến London Bridge và mình sẽ di chuyển đến Brighton vào khung giờ 11:39. Và cái chuyến này thì khởi hành đúng giờ nha mọi người, không hề bị delay đâu. Please hold the moving handrail and face the direction of travel. Hôm nãy giờ mình chạy như một con điên để mình tìm cái chỗ để đỗ platform này và National Rail. Thì Underground và National Rail nó khác nhau, mình phải đi mất một đoạn thì mình ra được cái khu National Rail, là đi tàu ra gọi là đi ngoại thành ngoại tỉnh ấy. Đấy, và chạy như một con điên để đi tìm cái chỗ này. Và cái chuyến gần nhất của mình là 11:09, nhưng mà mình đã lỡ cái chuyến đấy rồi và bây giờ mình đi cái chuyến 11:39. Vì là chủ nhật ý, nên là mọi người đi chơi cũng khá là đông. Và mình cảm thấy là cái cuộc đi chơi cuối tuần này của mình cũng có vẻ khá là thú vị. Cái tàu mà đi Brighton của mình là 22 phút nữa nó mới đến. Còn tàu này là tàu, không phải là tàu mà mình định đi. A few moments later. Cái tàu đến rồi mọi người ạ. Tàu đến rồi, chuẩn bị đi Brighton thôi. Đi Brighton thì mất tầm khoảng 1 tiếng. Từ London Bridge đến Brighton sẽ có 9 điểm dừng và đây là thông tin các toa tàu và toilet có trên tàu nha mọi người. Tàu ở đây chạy thì mình thấy khá là chậm so với các tàu ở Việt Nam, và nói chung là chậm lắm, nhưng mà cả là đi rất là êm, cũng có rất là nhiều nhà vệ sinh để cho mọi người giải quyết nhu cầu cá nhân. Thì đến âm mình sẽ thử vào để xem mình review cái nhà vệ sinh ở trên cái tàu này như thế nào nhá. Để mà nói thì phòng vệ sinh ở trên tàu thì rất là ok la luôn mọi người. Có máy hơi khô tay này, có nước này, có xà phòng, có cả giấy lau tay cho các bạn sử dụng đầy đủ luôn. Sau sau hơn một tiếng di chuyển từ London Bridge đến Brighton thì cuối cùng mình đã có mặt tại Brighton rồi, nhưng mà mình sẽ không vào cái thị trấn Brighton mà mình sẽ di chuyển tiếp đến Seaford. Ở Seaford thì có biển, được nó là bãi biển mà gọi là đẹp nhất ở London, rất là đẹp nhất gần London. Nhưng mà rất là hiếm người biết cái Seaford này, mà hầu như mọi người toàn đi biển Southern. Nhưng mà mình muốn thử một lần để đến cái Seaford này xem là cái biển nó đẹp như thế nào. Ok, còn tầm 1:17 thì là mình sẽ di chuyển từ cái platform 8 di chuyển đến Seaford. Thì ok, thì bây giờ là mới là 1 giờ thôi. Thì bây giờ mình sẽ phải đợi khoảng 15 phút nữa. Mình sẽ đi tàu di chuyển tiếp từ Brighton đến Seaford. Ok mọi người, chờ xem là cái khung cảnh ở Seaford nó như thế nào nhá. Dạng như kiểu tàu cũ ấy. Mà cái tàu này ngắn lắm nhá. Dạng như kiểu chắc là để di chuyển trong kiểu dạng như kiểu di chuyển kiểu dạng đoạn đường ngắn ấy. Nên tàu này ngắn lắm ấy. Mà cái mùi của tàu ghê đấy. Thật sự luôn.
cái tàu này thì sẽ mất khoảng 37 phút để di chuyển tới Seaford. Và thực sự là mình khá là mệt trong cái quãng đường vừa rồi, nên là mình muốn chập mắt mình đi ngủ một chút. Nhưng mà thực sự là cái ghế đằng sau mình, cái ghế mình đang ngồi này nó rất là cứng, mình không thể nào mà ngủ nổi. Thực sự nó rất là cứng mọi người ạ. Nên là mình cũng mong là khi mình đến Seaford thì cái cảnh biển nó không đem lại cho mình quá nhiều thất vọng, và hy vọng nó không làm mình thất vọng. Bởi vì trời hôm nay cũng có nắng ấy, nhưng mà kiểu nó hơi âm u ấy. Thế nên là mình cũng không biết là cái biển nó có bị ảnh hưởng gì không. Và thôi, mọi người cứ chờ xem là cái biển này nó... Rồi, giờ thì mình sẽ đi tìm biển. Thì mình thấy trong bản đồ nó ghi là biển thì cách cái trạm thi vượt này là khoảng 11 phút đi bộ. Ok, giờ thì mình sẽ đi tìm cái biển này nhá, cho mọi người xem nữa nhá. Okay, đi thôi. Ở trên này là nó đi cái gì nào? To the sea view central. Sang đường dưới biển này. Đúng tâm. Đi thôi. Bây giờ mình sẽ đi bộ của để đi ra cái chỗ biển đấy xem như thế nào. Chắc chỉ có một con đường đi đến biển thôi. Thì như mình thấy ở đây có một cái gọi là một cái tảng đá gì gì đấy, nó khá là nổi tiếng ở đây, bên cạnh biển luôn. Thì mình bây giờ mình sẽ đi ra biển, sau đó mình sẽ tìm cái tảng đá đấy xem nó như thế nào. Trời hôm nay khá là nắng ấy, nhưng mà mình cũng đã bôi kem chống nắng các thứ rồi, nhưng mà không biết là sau cái buổi đi chơi hôm nay về là có bị đen thêm không. Nhưng mà chắc sẽ bị đen rồi đấy. Tại vì là làm sao mà kể cả bôi kem chống nắng như thế nào thì làm sao mà lại được với cái nắng ở đây. Đường phố ở đây thì cũng khá là sạch sẽ, nhìn cũng khá là yên bình đấy chứ. Đây này mọi người ơi, biển đây này. Biển đây này. Biển Seaford nhá. Khá là nhiều người ra đây ấy. Đấy, dạng biển rồi nha mọi người. Nhưng mà hình như biển đây không phải là biển cát, mà là biển dạng kiểu biển sỏi, biển đá ấy. Biển sỏi. Chứ hình như mình thấy là hình như là ở Anh là có hai loại biển, là một là biển cát, hai là biển sỏi. Thì hôm nay chắc là mình đi cái biển sỏi rồi. Không phải hình như nữa mà chắc chắn rồi. Đấy, mình nói đâu có sai đâu. Biển sỏi này, sỏi to tướng này. Giờ mình thì đi vào xem nào. Biển này mà đi mà chân không thì có mà đau chân luôn. Nào, cái biển đây rồi, biển đây rồi. Nói chung là lần đầu tiên đi biển ở châu Âu mọi người ạ. Nó đúng là khác xa so với đi biển ở Việt Nam. Ở Việt Nam không có tại vì người ta kiểu là người ta BBQ các kiểu chứ, là ở Việt Nam cũng có, nhưng mà dạo mấy năm gần đây thì ở Việt Nam cũng không còn quá nhiều dạng như kiểu là bán đồ ăn đồ uống vỉa hè, bán đồ ăn đồ uống ở trên cái bãi biển nữa, mà sẽ như kiểu thâu tóm vào kiểu dạng nhà hàng ấy. Mà đây đúng là kiểu biển cho dân ấy, thì nó kiểu được tự do này nọ, ABC XYZ, mọi người muốn làm gì thì làm. Mình thấy ở biển đây khá là xanh đấy. Nhưng mà bây giờ mình sẽ thay đôi giày và một đôi dép
sau đó là mình sẽ đi xuống biển xem là nó xanh như thế nào. Không biết có phải sai lầm khi đi biển sỏi hay không, hoặc là chắc mình không tìm hiểu kỹ. Đi cái biển sỏi là thật sự luôn ấy, không quen ạ, không quen mọi người ạ. Ở đây là người với chó từ tắm biển luôn, cùng nhau luôn mọi người. Mình không có, nói chung là mình không có ý kiến luôn, nhưng mà cảm giác như kiểu một cái bãi biển và có cả người cả chó tắm sao sao mọi người. Biển cũng ok đấy chứ, trong này. Ok đấy mọi người ạ, cái biển khá đẹp. Nó không xanh, nó không xanh kiểu xanh ngắt như kiểu màu biển, màu nước biển ở như của Việt Nam đâu, mà kiểu xanh kiểu trắng trong. Trời ơi, nhưng mà lạnh quá nhá. Nhưng mà nước biển hơi lạnh nhá. Thì mọi người có thể tắm được nhỉ? Lạnh mà. Lạnh mọi người ạ. Ui lạnh. Như nước lạnh rồi. Nước lạnh 16 độ luôn ấy. Nước biển đây rét lắm mọi người ạ. Chịu thôi. Đúng là chỉ đi chơi chứ để mà tắm biển thì chịu. Không tắm nổi. Lạnh lắm. Nhưng mà được cái nước biển đây rất là trong nhá, mình rất là thích luôn. Nói chung là ở Việt Nam thì mình cũng hay đi biển nhiều ấy, nhưng mà đúng là lần đầu tiên mình sang đây mình đi biển thì nó cũng không là mình quá thất vọng đâu. Nói chung cũng khá là ok. Nên là mọi người đấy, nếu như mà mọi người thích có thể đến biển Seattle thì có thể chiêm ngưỡng và có thể là tắm. Thấy mọi người ở đây khá nhiều, khá là đông mọi người đến đây là tắm nắng, là ăn uống hoặc là đi tắm biển. Mỗi tội là cái đường mà di chuyển đến đây nó hơi xa thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video này của mình. Hãy like và subscribe kênh của mình để khám phá bãi đá đẹp nhất ở Seaford của mình vào tuần sau nhé. Giờ thì bye bye.